ជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលាថ្ងៃនេះ ແລະយើងមកជំរាបជូនមុនសិនហើយយើងមានជំងឺថ្លើមជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ណាបាទតើជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអីណាហើយរយៈពេលប្រមាណដែលវារងគ្រោះតើវាມັນអាចរងគ្រោះឬក៏យ៉ាងណាហើយត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមើលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺថាស្វែងយល់ហើយបើមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ នៅក៏អាចតេតតងមកក្រុមហ៊ុន EBC បានណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអធិស្ស្រ័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន hay page nung ko chang dai EBC ponleu sokhapheap doek khnia na page ai nung YouTube ta muoy ba page muoy tiet keu chmuoh bo khnyom bat ptoal ta mdaong pang Leehouv ba pang Leehouv P A N G dok khlie antik te L E H O U V na L E H O U V na pang Leehouv ba nung page ai Facebook nung ko chang dai chmuoh doek khnia na Facebook nung ko chang បាទអញ្ចឹងអាចនឹងស្វែងយល់ណាសួរនាំអីតាមរយៈពេកនឹងអញ្ជើញមើលក្នុង YouTube នឹងរាល់ថ្ងៃទៅជាពិសេសខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទយកមកជំរាបជូននឹងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបាទសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ 266 ផ្លូវលេខ 150 បាទក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា 250 ម៉ែត្រ ណាក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា 250 ម៉ែត្រ បាទគឺតកតងមកលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានហើយណាបងប្អូនទាំងអស់អាចអញ្ជើញតាមដាននេះទស្សនាស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវសុខភាពនេះបាទបាទអញ្ចឹងចូលទៅប្រធានបទសំខាន់បាទជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ណាយើងឬក៏យើងនិយាយថាបាទជំងឺថ្លើមប្រភេទ C អញ្ចឹងក៏បានដែរ ណាយើងឬក៏យើងនិយាយថាជំងឺរលាកថ្លើមបាទប៉ះរលាកថ្លើមវាមានប្រភេទ นะอาจไปชมหรือก็ถ้าไปคลาสวิสงอมក្នុងខ្លួនយើងយើងអត់ដឹងទេណាយូរយូរទៅអាចគ្រោះថ្នាក់ណាជំងឺថ្លើមហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្វែងយល់ហើយដោះស្រាយអូជាសះស្បើយដល់មកនៅកុំទុកយូរបាទជំងឺថ្លើមប្រភេទ C គឺជាជំងឺរលាកថ្លើម C ណារលាកថ្លើមប្រភេទ C បង្កឡើងដោយវីរុសប្រភេទ C ហ្នឹងឯងណាដែលយើងហៅថាពពួកវីរុសប្រភេទ C ហ្នឹងគឺថា វាចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងមកចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងបាទតាមរយៈការប៉ះពាល់ឈាមណាវាឆ្លងមកតាមរយៈការប៉ះពាល់ឈាមអានឹងបង្កឡើងដោយវីរុសណាវីរុសណាការចូលក្នុងខ្លួននឹងវាទៅបំផ្លាញថ្លើមយើងហើយបាទធ្វើឲ្យថ្លើមយើងនឹងក្រិននៅខូចខាតមុខងារថ្លើមបាក់បែករហូតទៅដល់ទៅជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាក្រិនថ្លើមអីជាដើមឡាក់ ឬក៏ជំងឺមហារីកថ្លើមអីជាដើមឡាក់ណាច្រើនអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ជំងឺថ្លើមប្រភេទ C នេះគឺជាជំងឺថ្លើម
đã bọn co lắng đôi về rú và phê xê. Nó bọn co lắng đôi về rú nữa. Và phê xê nắng. Để cho lón tâm để giá ca bà bọt chiếm chìa mùi nằm nút đại miên chùm người này ai. Nó thì họ thả dưỡng căn rư cổ dưỡng chạm mà chùl. Nó mà chùl đại lạc này chẳng tới. Nó bị môn nóng sử bố ở lâu viêm sâu ấy bà màn đấy. Và nó bị miên cạn này mùi mùi đá chẳng bà giặt bà giấy. Và cho lòng tâm là dạng ca pra mà chôn rùm cái này rư có bạc ra khá bệt xên tiết để riêng chôm xâm rạp ca chạy thân nằm. Ai pra mà chôn rư có ai dương bạc chiêm đòi miền xa nam rồi lọt ấy chạy đám lạc. Nế để dương rồi lọt ấy bạc chôm. Nế chiêm rồi bỏ nẹ để túc nâng. Nế để miền nó về rù khăn ông nâng. Nế nâng về ai cho lòng ơi. Rư có mình chăm bạc chiêm thế ra ai ta chỉ tức rồi ngây có bán đeo thì họ ta lấy dương chạy đó dương cầu rồi lọt. Bà dương tộc bác chìm bùi nâng chiếm rồi bỏ nẹ đại ca ớt ai phải chôm ai phải chôm ca ớt chẳng vì rù nâng bùi chlóng tàm nâng anh chìa bì xế ca pra mà chúl ca pra ụp bò có xinh xinh đại miên ca chlóng tàu tàm bò bòn chiếm nâng cứ thà lâm bò phết xê nâng anh bọn bọn bùn bùn dươl nâng cứ vì rù bò viết bò phết nâng anh tàm bà đoàn ná bà dương miên vì rù nâng ngay chlong to bị môi từ môi chẳng ta, nó thà là ông bộ phết xê nâng, chẳng ai bảnh hà nâng, dân đang ấy bên thà là ông bộ phết xê, bộ phết bê, bộ phết a, nè là xua xùm nô ta, ta ở bộ phết nà thương ngôn, bộ phết đại thương ngôn miên bê miên xê nâng ai nà thương ngôn, dù môi nà thương ngôn chứa môi nà, nó vừa xảy tụ lời chùm ngư bỏ dưỡng, bà giờ vừa quay lục khá lắng ở bà năng thương ngôn chìa, cô thân nạc đôi cho cái nế, vừa còn là thà bộ phết xê, lời này dân đang ấy thà, vì chia sát tùm nớp dùng miền thân nằm chia bà tại bộ phết bế mình toàn đi nế bà chẳng là lấy dựng sạp sân bà chẳng bọc bộ phụ ôn tặng ổn đại bàn sạp hay dồn là chỉ người thân làm bộ phết xê nâng vía chia chỉ ngữ bằng có ở miền ca rồi liệt thân đôi vỉa rù bộ phết vỉa rù nế kể hào thà Hepatitis virus nế rừng có HCV nế HCV H nâng cứ Hepatitis nế Hepatitis C virus chẳng dừng hào ta thả lăng bộ phết xê nâng ấy để chlóng tâm rồi dạ cả bà mạch chùl đại lực nha rư cổ bà cọp xê xê để riêng chóm cá chạy thả nằm nâng đại miến cá bà bò chùm mũi nâng chiếm rồi bọt nẹ để miến tục vỉ rụ nâng ấy bà chẳng thả lăng bộ phết xê nâng cứ bạp nâng lúc ta lúc dị bọn bọn bộ phôn ai dù lớn á chlóng nâng vỉ rụ vì chờ bộ phết chùm ngư đại bà cò lăng đời vỉ rụ nâng dừng đ rốt sở nhà nó thăm bộ phê xê, ta miền rốt sở nhà dạng mạch. Chỉ tu tớ rốt sở nhà này chúng ngươi thăm nâng về mình nghe nâng ôi sở nhà to là đầm nạc cao mùi để muốn bàn về ôi sở nhà. Nếu kể hào ta thăm nâng cứ chúng ngươi thăm cứ chìa chúng ngươi đại sinh nghiêm sáng ngạc và đại sinh nghiêm sáng ngạc. Đại vì cầm rõ ôi sở nhà mà dừng đằng bắt đầu là ôi hùa bề nè nâng chẳng ạ. Anh chẳng hãy bằng dân cua vô là đá. Bạn đã bị mênh bộ phết thả lạc đại. Chẳng là lấy rụt sinh nhà dạng mạch. Hay rụt sinh nhà nâng bờ dân kết tốc vùng sâu khóc này phòng mà nè. Lấy dân sắc xa phía rụt sinh nhà này thả lạc bộ phết xê sẵn tớ. Bà ốc cầm lắng. Rụt sinh nhà nâng ốc cầm lắng. Bắt bong chùm non khá liên. Anh đi sinh nhà bị ôi máu đó. Bà chôm bay nghe nghe. Bạn đi thập bà hẳn tích của chôm. Bà nâng bản tích của chôm. Bà nâng bà mên đòi xa ta rương nâng mùi ấy. Vì mên rương kata chá lăng xong bà chôl khá nìa. Mên thắng đòi xa ta chôm sẽ bạch nghi nghi. Nâng sẽ thả lăng bà phê xe mẹ nê. Cứ sở rộp bà chôl. Chẳng ọ cầm lắng bắt bong chùm non khá liên. Chôm sẽ bạch nghi nghi. Nê chênh chiêm nghi nghi. Hồ chiêm nghi nghi. Nê chung cáo bản tích bốn tích thả chiêm. Thì họ nhắn á. Bà chiêm nâng về chẳng vừa thả lãng về miền tu này tì khi nông các cục rộng phục vọng chiếm á đầm bây cầm ôi rêu bếch đầm bây cầm ôi khắp bếch chế bí xế cầm ôi rêu bếch bà khả nà rêu nâng về thua ôi chiếm hồ chuộp tại bà xân là khi nông các này thả lãng nâng vừa khốt nế vừa phạp bò là tạo đoàn mục nghĩa này cả cục rộng chiếm cầm ôi rêu bếch nhưng tiệt ạ kế đế chẳng hãy bàn vừa phạp bò là chẳng hãy bàn sở nhà bỏ viết chanh chiếm nghề tức nôm là ọ, nó cầm màu, nó tức nôm là ọ hay là cầm màu, tức nôm nè. Bà rô mò sạch, nó sẽ nhà. Bà sẽ nhà. Nói chẳng bọn ôn mơ tớ, bà sân khăn ông cạn này, dương tay anh tìm miên, sẽ nhà, nó sẽ dương bình nịch mơ thả lợm.
nè bệnh nhân mới thay mấy số ta chọn đăng ở băng từ mấy từ bệnh nhân mới anh nó mình đăng ba mà rồi phía rồi đăng bệnh nhân từ nè tại bệnh sinh nhà ở đây với ai chơi sinh nhà bằng hai nhảy nè ai chơi sinh nhà bằng hai nhảy xa chư à xa cún nè anh nó có chơi sinh nhà đây miền này tập bọn cà phê dân thay cho nếu bây giờ dân miền bắc hà thay một chiếc xe của phép b cái đó của phép c cái đó nè bà chẳng sắp bài toán chúng người thay một phép c nó cứ thay ở cầm lắng bắt bằng chấm nòng khliến nè chuẩn bị nghề nghề trình chiêm nghề nghề bị nâng phần này lướng và tức nôm là ọ cầm mau nè hay rồi mua à xa rồi mua à xa bị tiền là đài nè nâng coi chuyện bằng hàng một nghề thầm đấy đó và chẳng dừng ai trong miền sinh nhà nâng dừng squall từ và cái lô thay dừng bàn tôi phần đất ở ấy bàn tay bờ miền sinh nhà nó cua từ phần đất à hơi còn tục dù và phần đất mới thầm tới về cao chuyện người thầm mới gõ bà chị tu tới đâm bay cho bà đâm bay cho má dừng mơ bà dừng vô chiêm tổ mơ đó nó từ clinic tổ pet ná cậu ban mình bảo bà thế vẹp kê thật nhầm chọn mơ thả ấm nữa vẹp chẳng tới từ clinic tới lại mơ thả ấm mong cậu ban này rứ có tổ pet nó cậu ban này bà tổ mơ đó kê bôm chiêm dừng mơ này nó vô chiêm tổ mơ nó đâm bay bị phía nó thật tớ về positive rồi còn negative chia bị xé bây giờ cái mơ nó cứ thà sinh nhà để ao đắng dừng mơ cả là antibody nè HCV rồi còn anti HCV nè anti HCV nó chia sinh nhà để bằng hai nhảy bởi thà về positive bạn này thật làm dừng rồi lia ai đằng nè rồi lia đôi bộ PC ai nè bởi thà về negative bạn này ta thà làm dừng cứ là o toàn là lia thì nè bà chẳng dừng ai mơ đang bộ phết bế bộ phết xê nó mong nó bởi vô là o đâu nếu bà tàu mơ nó mơ ai tầng pi nó mong nó mơ hãy có vô là o tiết một trăm bạch tàu đo thân nạ thà miền sinh nhá o nâng ấy mà nẹ cua tài mơ vì phù phê khá là vì ọt ôi sinh nhá có miền này hãy đo vì ói vô hùa nó đo ói hùa phê có miền này chẳng vô là o mơ hơi đó mà nó dục bọt thêm bát đó bà chẳng đầm bây việc hiệu ôi khinh chắc bạc lo thật tớ dương miên chỉ người thay ông phổ phết xế rứ có mình miến rứ có miên phổ phết xem xin chết đúc dương ái tổ mơ thay ông nè ai cả mơ nâng dương vô chiêm tổ mơ đầm bấy nè xoay nhờ thật tớ về rồi liệt rứ có mình rồi liệt bà chỉ tu tư chỉ người thay ông phổ phết xế rứ có phổ phết bê nâng dương dây đọc phết xế chó thay ông phổ phết xế nâng về dương hào thật Hepatitis C infection nâng về miên pi ba về miền pi lạ cả nặng nè tập hết bảo về miền pi mũi cái hào ta acute hepatitis C infection mũi tiếp cái hào chronic hepatitis C infection cái này ban này ta tập hết ti mũi tập hết acute hepatitis C nè anh đang cứ dừng chia chỉ người thở mũi đây bằng hai ông pi nè sảnh nhà đang về ao lươn về ao lươn nè bạn đi chạy đi dạp về cái nông chập đi bộ bàn sập đá tấu nè tập tổ bị chòng nè rồi hốt đòn bộ mùi khè nó cái nông cầm long về nè cái nông cầm long đi dạp về nè cái hào thay acute đây nè acute hepatitis C nè nè chẳng về miền chẳng ấy đòi lơ bị năng tấu về tàu chưa chronic hay à chronic nè sau lo bộ má này chronic nè bà nâng tập chronic ấy chronic bỏ phải thật rầm rái nè chẳng về liệt rầm rái dù dân đăng khá luôn nè chị tu tâm sao đăng khá luôn nè bà dân viêm sao thử túc dân đăng khá luôn nè bố mình nói dân chị tu tâm với ai sẽ nhá đó thử túc bà đăng khá luôn đăng khá luôn là dân sử dụng tàu rồ cái nè bà về chronic nó bị khá với hô phê của mình nè vì thường ngôn hô phê nhá nó có chứ bánh hà chào nè được chứ nè vậy là dân cua bình nít nó cứ thả mà nè cua bình nít ở hơi bà vô lõ mình chạm bạch đòi miền ruột sẽ nhá bằng dân tàu bình nít đi nè bệnh nhân đã hơi nó mới vô lo đâm bay về phía hay bà thay về là môn quay phía ba là hơi mới chập chì vậy tiền bà chẳng là lấy chul từ đó là acute hepatitis C infection đáng ca chủng ngữ rồi lệ thằng bộ phết C cái hao thay dạ pel clay hôm nay vẫn bỏ phải thay dạ pel clay để dạ pel clay đáng cứ chờ lo pi mặc khay chiên từ bộ mùi khay đáng bệnh nắng anh ấy dạ pel clay để bị tọt bị chòng máu bị ôi sẽ nhả bà hay mùi tiết nó cứ chắp bì bà mùi khai lăng tổ lơ rồi hốt đó đọc cho năm một phi cho năm xăm 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 cũng biết này về nâu nâng chronic nâng bà nó đòi dù tới về ách bành hà và sẽ nhiều chị bàn chế đó
ba chăng chủng ngư lệ thlâm rịa pê khlai phổ kê hâu tha lệ lâm phổ C rịa pê khlai nưng cứ tha ba trâu ban gọmnọt rịa pê 6 khai bọt pị chlong virus nè bọt pị ka rịa đmbong virus ai sas sbai chi sas sbai đai khluon aing vĩnh nè ban prahael chi 25% cứ tha nẹ chủng ngư nè mần miên chủng ngư lệ thlâm ram rai tê vi miên pị phổ chăng phổ kê hâu tha acute nưng chủng ka vi chi bọt nè phịa rôi đai chi nưng á we mean to loppy nijay da klay tha to loppy 20 to 30% da jeung yo che ruom tham 25% cho ba nang aich chia da khluon aing veng doy sa tae ay doy sa tae immune system bo jeung pa kae ba propon ka pia bo jeung da vi aich tup tul chmuoy nang virus nang ban kom oy mean ka roliak thlam a nang khnung damnak kal dabong dabong re pantae ko man mean tang 100% dae ba ot mean tang 100% dae vi mean tram tae khuom phot 30% ពីចន្លោះពី 20-30% តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងលើសពីហ្នឹងគឺថាវានឹងទៅគ្រូនិចហើយនៅវានឹងទៅគ្រូនិចហើយណែណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងមើលឲ្យហើយតែហ្មងបាទយល់ល្អបាទយើងអត់ទុកចិត្តទេណាខ្លាចវាទៅជាបញ្ហាអីហើយបើចាត់ទុកថារាងកាយយើងវាប្រកែអញ្ចឹងទៅយើងឆ្លងមកយើងជាខ្លួនឯងវិញទៅហើយបើសិនរាងកាយយើងវាធ្លាក់អេតាណាធ្លាក់ប្រព័ន្ធការពារអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់អាចជាបាននេះវានៅជារ៉ាំរៃអញ្ចឹងហើយសងំក្នុងនឹងបាទរហូតដល់យើងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងក៏មានដែរណាចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងយើង acute អីមួយទៀតហៅថា chronic បាទ chronic hepatitis C infection ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C រ៉ាំរៃនៅខ្មែរយើងថារ៉ាំរៃឬក៏រយៈពេលវែងរយៈពេលវែងហ្នឹងអាចចាប់ពី6ខែឡើងទៅរហូត10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏មាន30ឆ្នាំក៏មានបាទអាស្រ័យលើរាងកាយនឹងយើងទប់ទល់បានប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះក៏ត្រឹមតែ4 5ឆ្នាំអីស្លាប់ក៏មានអ្នកខ្លះរហូតដល់10ឆ្នាំក៏មានវាអាស្រ័យលើរាងកាយយើងឯងអាស្រ័យលើការថែទាំបាទជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទនេះវីរុសអាចសងំក្នុងខ្លួនរយៈពេលយូរអង្វែងហើយបង្កការរលាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់ខូចទ្រង់ទ្រាយថ្លើមទៅជាក្រិនថ្លើមឬក៏មហារីកថ្លើមប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលបាទអា chronic ហ្នឹងវាមកពីអា acute ណោបាទវាមកពីអា acute hepatitis C ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងរលាកមេរោគមេរោគឆ្លងចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយចាប់ពីមួយខែជាងហ្នឹងទៅ6ខែហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើទុកណាវាអាចនឹងធ្វើទុកបានន័យថាបើធ្វើទុកទៅយើងមើលដឹងរហូតដឹងភ្លាមបាទប៉ុន្តែអាធ្វើទុកហ្នឹងក៏ដោយបើសិនយើងមិនបានព្យាបាលវានឹងទៅ chronic ណាវានឹងទៅ chronic ប៉ុន្តែខ្លះទៀតវាអត់ទេអាធ្វើទុកទេបើវាសំងំនៅក្នុងហ្នឹងណាដោយសារប្រព័ន្ធការពារយើងវាជាទប់បានអញ្ចឹងទៅទប់ទប់ទប់ទប់ទប់អញ្ចឹងបានអញ្ចឹងវាអត់មានវាមានអត់មានឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងវាហួសពីរយៈពេល6 7ខែហ្នឹងវាទៅជា chronic ហើយហ្នឹងទៅជារ៉ាំរ៉ៃហើយហើយអារ៉ាំរ៉ៃ chronic ហ្នឹងវាទៅបង្កការរលាកថ្លើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអត់ដឹងទេហើយវាឲ្យសញ្ញារហូតទៅដល់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20 30ឆ្នាំអីក៏មានដែរបាទវាឲ្យសញ្ញានៅពេលហ្នឹងពេលណាដែលរាងកាយរបស់យើងវាធ្លាក់យកមែនតែនគេទេធ្លាក់មែនតែនវាឲ្យសញ្ញាហើយបើអត់ធ្លាក់វាដល់សញ្ញាទេព្រោះអា immune របស់យើងអា antibody របស់យើងវានៅគ្រប់គ្រងបានបាទវានៅទប់ទល់បានគេទេពេលថ្ងៃណាដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងมันអាចទប់ទល់ជាមួយ virus បានអាហ្នឹងបានវាឲ្យសញ្ញាមកណាបាននិយាយថារលាកធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្អប់ឲ្យតាន់ណាបងបងប្អូនស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹង chronic តា chronic ឲ្យបានន័យថាវាយូរហើយណាហើយវាឲ្យសញ្ញាអត់ខុសគ្នាទេដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលវាឲ្យសញ្ញាហ្នឹងគឺថាបាត់បង់ចំណង់ក្លៀននឹងទៅលឿងស្បែកនឹងទៅពេលខ្លះខ្លះទៀតក៏ទឹកនោមល្អក់កម៉ៅណាស្បែកល្មោះហើយជាពិសេសឈឺមិនឈប់ហើយបើកើតមានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប្រឈមខ្លាំងណាស់ព្រោះ immune របស់យើងវាធ្លាក់ណាកាងកាកើតជំងឺថ្លើមនឹង immune របស់យើងវាធ្លាក់ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងធ្លាក់អញ្ចឹងពេលធ្លាក់ហើយជំងឺមេរោគផ្សេងផ្សេងចូលមកងាយនឹងបង្កការរលាកណាងាយនឹងបង្កការរលាកជាងកាលទទួលទានអាហារអីដែលមានពពួកមេរោគបង្កការរលាកនឹងរាកភ្លាមបាទចូលមិនទាន់ដល់ពោះរាកបាត់ហើយអានឹងមកពីអីមកពីអា immune យើងធ្លាក់មែនតើទប់ទល់លែងបានហើយទប់ទល់លែងបានមកពីអីយើងជាងកាលយើងមានអា chronic hepatitis C នឹងឯងណាអញ្ចឹងអានឹងរៀងចាំណាបងបងប្អូនយើងចំណាំមើលដែរណាបើសិនយើងករណីយើងមានអាសញ្ញាចឹងចឹងដូចជាថាឆាប់ទទួលរងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយ
ប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយជួនកាលយើងមានអាថ្លើមប្រភេទ C bà nâng à nâng cứ bậc thầy bậc nâng bà chẳng dương mình chạm bạch ấy chả ơn thế đấy còn là bây giờ tru tuổi bằng bằng bồn bồn bàn giờ thật thằng bậc thầy nâng về chỉ ngữ đã bằng co lắng đôi vui ru chẳng xua sùng nua thật cho trâu chia ba đặc biệt mạch chia ba chỉ ngữ thằng bậc thầy nâng cao pì môn môn nè cao pì đọc mà phê chả nam môn nhưng mà toàn miền nam đi ແລະក្នុងការព្យាបាលណាដំបូងយើងមានថ្នាំដែរថ្នាំចាក់បាទថ្នាំចាក់ដើម្បីព្យាបាលក្រោយពីមុនមកអត់ដំបងអត់ទាន់មានទេណាអញ្ចឹងអ្នកអ្នកកើតជំងឺថ្លើមប្រឈមជាពិសេសអាចទៅក្រិនអាចទៅមហារីកពីមុនណាឃើញសបោសបោមហារីកសបោក្រិននេះពីមុនហ្នឹងឥឡូវនេះមានដែរមួយៗបើមិនសូវមានច្រើនទេណាមិនដូចពីមុនពីមុនងាកណាឃើញច្រើនយកមែនទេអ្នកក្រិនថ្លើមអ្នកតិចតឹកហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីមានជំងឺថ្លើមហ្នឹងវាយកពេលយូរអង្វែងដែលវ
sọc ngay đi. Nó nấu bạch cho bọn đi. Cứ thà chặt tục thà về chia sầm náng. Đại vụt chia sát kê bàn sắc xa sào chiêu. Rồi khơi nấu ở sốt đầm bay chia bà tháng 5. Mình này thà ở sốt chia bà thà lợi năng ở chia đạch tầm bọn đó. Bà phí môn dân còn là thay tòa mà lỡ ở đây chia đạch chia bì xếp vào phết xê nâng tầm bọn. Bà dân miên tháng 5. Bà tháng 5 nâng. Đầm bay chia bà. Bọn thế ở tiên ở toàn miên vẹn sang ca phía đấy đó. Bà tham chia bà tham bộ phết xế ở miền vẹn sang ca phía bộ phết xế đấy miền tập vẹn sang ca phía bộ phết bê miền và bộ phết xế ở miền thì nè cái ai cục bung tè develop ấy chẳng bung áp vượt ấy mày chẳng dừng nó to tiếp bị chia sát cái chia rồi khơi nhảy chẳng xua thay ta ở tàu chia bà là biển mạnh ca chia bà à nó cứ về qua co lang đôi vỉ ru chẳng vỉ ru bộ phết xế nó cứ ta chia vỉ ru môi để muốn đại mình ai nâng bộ quan riêng cài vẫn tục tụ bàn đòi sưu bộ màn thế nè đôi chân này nè vẫn tàu miền chìm ngư làm lại cho nè việc bom phai thâu nâng rọ khay rọ chấm thì bom phớt thâu nâng tàu khôi và ai lớn này vẫn miền bộ phết bộ lật tập hall và bộ lật tập hall nè đại cài prai trên bị tham nam chạ bị muốn nó vẫn miền tham nam chạ và là tham nam chạ nó người thừa tục nè tham nam chạ thề thâu bộ phết c nó người thừa tục à bà nè chừng người khác tụt mình bàn đi anh chẳng sập ngay vì chia sẻ tầm nếp có ai đang cái trên bị tham chắc tôi chỉ tham lệ quỳnh nè viên miền tham chắc hơn bộ phết đấy còn đấy tham đại kỳ prai chỉ tu tấu hay là miền bờ sơn được phép khăng bồng phốt bà cứ bộ bộ tham đại miền xa là chiết kỳ hào ta ingredient rụp bộ môn xóm cứ là sulfos bảo vía nâng well ba tà vía well ba tà vía hay nâng sô phốt ba vía và xa là chết pi ní kịp xong bà chô kênh á đâm bây ở dừng lếp ai nông xa là chết nâng quyết tâu xùm lắp bộ vi rú nâng và ở chìa chẳng ở lời ní cứ thả lạng bộ phết xế mình bị bạ tên á chìa bá cứ chia tầng sông tay mà đoàn ọt đội môn nê bởi môn dương miên ca lũng ba và nâng tụ bây dàng nà cả đôi cả chìa bá thay nó ọt thao quê nó cả chìa bá thay nè chẳng bong bong ôn ôn yul này bị giật bị giãn chỉ bị xét cáp chiếc bao chỉ thay một bộ phim c nữa thắm thay á mặc cặp bông nó cứ thay rộp rồi và nó tung chồ chết pi pon này đâu chẳng cua tại bị giật bị giãn nè bữa nay lỏ tụ mấy pi pon coi bị chia đá chẳng về về lỏ đấy lược lên cho bị ọt miên thắm bỏ nó bà hay cáp chiếc bao cứ chia tu tấu không cáp chiếc bao nằm bay ở chia đá nó cứ không chuẩn lo bị bay khải bắp bì cho bay khải chỉ tu thân bay khải bình ở đại đại thế bay khải cứ group đô huề và bay khải đang cứ prau chop khănong khănong là về về đời khải thắp bay gặp bồng cho lo bị pi nè pi đập pi sập đà để dừng tập chỉ bảo pi đập pi sập đà với bay khải thật ấy nè buồn bay đón đập pi đang ấy nè chẳng việc việc bay khải nó là mồm bà cà phê báo dân mơ tử và tòa pì môn đằng phê báo dân mơ vỉa ru
No pale the young dung tie, young men to Muru lit, talam, the young how ta hepatitis C virus infection. And a young will lay, young chap down Timu Merle, positive, but then we're positive, but it's up with me and I. TP young tell me, may rope it. Chum noon may rope number man, no crunch him nanga. Ba chung young mer tall, number eight and by white nam, tata trope man. But you two toe, go car, the trope sheep ball and good by kai, nature two toe. Bà lép ở chỗ chẳng thờ nà nâng cứ chia báo nghề sưu là lâu đôi kìm dây chẳng thờ mình đôi bị môn nê hay thà làm bộ phết xê nâng cứ nghề sưu chia báo đời xa bật chia xác cái bán áp hình vót nấu ở sốt đè là miền tu này tí bà chăng tâu nâng nguy rù xâm lắp nâng nguy rù bàn dạng nghề ấy ná mình là bạc đôi môn nê bà phía môn dạp bà phía môn mình nghề ấy bà mình nghề ấy nè cứ rong cua và còn là dù chạp tâm nâng bà miền đây xa nhà rong cua đôi thà làm nó một khăn nè nó phải cao ấy ná bà lâu ní bà nghề sưu là dịp xếp rụp môn xăm bì ní cứ lập bấy nà nà so phos bà vía bù vía nâng well bà tà vía well bà tà vía nà nâng cứ chìa xa ra chết cường xăm bò kế nà bì mục nâng bà chôl kì nè bà chân khăn ông phần lật tập hòl đè cù bà rà ní đè kìm bà thuê kà bằng hai ní anh ní cứ chìa phần lật tập hòl xe mẹ phía bà chìm ngư thà lăng bà phết xê nà phần lật tập hòl ní cứ trâu kùm mong nà ọt miền stock tê trâu kùm mong bì vua อันนี้ทลายนะอัฐาอุตเตนะดูเข็มปิจจูนจังบาปีมนุคือแต่ตรงนั่งจมือทลายเพียบาลออชราอันประเภทเซนั่งรอโฮตดอลมาหมื่นปีหมื่นดอลลาร์ไอ้นกการทำชะบาชราอันเอาลุยชราอันดากระไรมากกี่เชตต์ปุ่งรวยเต้าปุ่งรวยเต้าให้วิธีซักเชตต์แก่เอาแต่ชิกรอบให้ก็เป็นเอาทูทลายปนทูอย่างนากระไรเอาแต่ทลายจังมากระปองมากระปองนั่งนะจังเนี่ยได้เมียนจำงือทลายประเภทเซนักบัตรดอกสไลต์ตนามันตอนเช้งส่งตำแหน่งตำแหน่งมากรมพันธุ์ EBC นะบ่าให้เท้ากากับมองเท้ากาอย่างนั้นนั่นคือยังเมียนกาปิกรูปรักษาเดียดปนแต่ทนามนั่นคือเท้าปลาไอได้ขาได้บ่าจังอ่ะนั่นคือทนามปลาไอปลาสำลับไม่รู้มองบ่าสำลับไม่รู้นั่นมองบ่าปนแต่เอาไว้ได้บองปนกูแต่เธอปัทไทม์เทียดนะวิรุยังเต้าสำลับไอนะได้ครับเพราะว่าจึงือนั้นอ่อนไอเธอไอแขวปีกาสำหรับวิรุฬบาลนี้บ่าวิรุฬนั้นคือทำเบียบกอการคุยทั้งฉันเต้าสำหรับฉันกาสำหรับยังปราถนำนั่งไอ้นะเกล้าปีนั่งพวกการนายยังเมียนจึงือทลายประเภทเซกระดอยประเภทเบได้รำไรกับครูนิกนั่งนะฉันคือเมียนในทาการหลีทลายนั่งไปยวงไวมาเฮยแต่การนาการหลีทลายไปยวงไวมาเฮยเมียนในทาปปอนมุกเงียทลายมันทะเลจ่อและจะคลังจังดำใบช่วยไก่ก้นก็โดยเชียถ่าเอาเกาเสกาทำในมวยในมวยน้องเวชช่วยช่วยไก่ปลายหลังวิ่งอ่านนั่งกีเถ้าปลาหาบอมปอนปนแต่กาปลาหาบอมปอนมันเป็นสำหรับตะลึกกาสำหรับเมรุกย์อดเมียนี่นะเนี่ยนี่วันสำหรับเมรุกย์แบบวีรุกย์บ้านบ้านนั่นนั่งกาปลาหาบอมปอนคือดำใบช่วยใส่ทำบ้านดำใบช่วยใส่ทำเอาเวลาหลังวิ่งเชียปีเซ็คน้องบ่มน้องเอาทำไก่ปลายครูนไอมาวิ่งปีพุทธทั้งวิถีกาซาที่เช่นจำคลังนะถือกาคลังปนัดดอยซาวิรุวิรุนุไวตัวเลือดใส่ทลายนั่งวิถีเอริเลียนะไว้ได้กลัวปลาเออนั่งแหละนี่สเปียรูลินามากานั่งคือจำใส่ทลายมันคลังอ่ะปลาดอกกระดับเหมือนเดนนะไว้ได้กลัวปลาเออนะไว้ได้เต้าทูต่อเทียดนะคือผลิตจากพอลจิตต์คลอโรฟิลเต้าเลี้ยงจิตปุลพวกเต้าประดังจิตปุลอะนั่งนะทลายมีรองครูรายจ่าจิตปุลพองอาวิรุก็เมียนอาชีพปูลก็เมียนโดยเฉพาะถ้าเราปาตะคลอร์ฟิลดำไปสังครูสมอาชีพปูลนะไว้จะเต้าปลาปะไทม์นั่นคือเตะตรงหนังไฟเบอร์ไฟเบอร์กับบ้านไตโซโลกับบ้านกาปลาปลาไฟเบอร์หรือกับไตโซโลคือดำไปเลี้ยงสมอาชีพปูลขนมบัวเวียนจังพวกอาชีพปูลขนมบัวเวียนนั่งให้ได้กลุ่มฮุกนั่งจุ่มรุ่นย่อยมุกเงียทลายการถอยนะจังยังจำไปปลากระไตโซโลกับบ้านได้บุญนากับบ้านได้ปีนั่งนะบาดนี่คือชีเอาไว้เด็กยมจังปัญญูลบองปูนปูนในบ้านเชียบเตะตรงเตือนปัญหาจึงงือทลายประเภทเซให้ก็ยังเต้าปลาปลาวิตามินซีดำใบไปชังระเละพองได้นะพวกวิตามินซีนี่คือไปชังระเละกรุบมุกจังระเละทลายก็เบียไปชังนะปนแต่บางยังปลาตาไปชังระเละแต่อดปลาทนำสำหรับหิรุกอดบานได้นะก่อนในท่าบางยังอดปลาทนำยังปลาปูผลิตภัณฑ์ออกนั่งเวียตุบตุลบานอยู่เวียตุบตัวบานอยู่แต่สัปไงนี่เวียเมียนผลิตภัณฑ์เจียทนำเจียอสดต่อเฮ้ยโดยฉะนั้นยังกลัวแต่ปลาปลาชีบาลเชียร์มองเดิมบ่ถ้าจะนอนมุนเวียเมียนอ่ะนั่งเวียปะบ้าเนี่ยยังถ่ายตัวไม่ดอกดำนาคาถ่ายตัวไม่นั่งจะนอนมุนนะบ่จะนอนอ่ะเลยได้ยังเมียนอสด
ចំណានសម្រាប់ព្យាបាលអញ្ចឹងគឺថាយើងព្យាបាលឲ្យជាតម្រងទៅបាទនឹងគាត់ទៅថ្លៃណាប៉ុន្តែថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវទៅរកលុយព្យាបាលដែរហ្នឹងព្រោះវាគួរថ្នាក់ដល់ជីវិតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទណាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC តាក់ទងទៅនឹងជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ណាហើយអាចអញ្ជើញមើល YouTube មក EBC ពលឺ សុខភាព អេខ្លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបញ្ជាក់នឹងឯងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដាន គឺថាបើសិនមានបញ្ហាដូចជាថ្លើមប្រភេទC ថ្លើមប្រភេទB ឬក៏ជំងឺថ្លើមប្រភេទផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន ABC ណារឺក៏មានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀតអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមពន្យល់ជូនអំពីថ្លើមប្រភេទC ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងរបៀបព្យាបាលប៉ុណ្ណឹងឯងណាបាទហើយអ្វីដែលត្រូវតមហ្នឹងណែនាំបន្ថែម នៅពេលដែលពីគ្រោះយោបល់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយបំផ្លាញថ្លើមបន្ថែមហ្នឹងមានសូរ៉ាមានរ៉ៃយ៉ាណាហ្នឹងបំផ្លាញហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងតមហ្នឹងអត់ហ្នឹងមិនបាច់ប្រាប់ក៏ត្រូវតមដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយទៀតណាជាពិសេសកុំភ្លេចជួយចែកចាយខ្សែវីដេអូហ្នឹងផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ